Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng tại Florida do SBTN Tampa thực hiện. Thủy xin kính chào quý khán giả. Tối thứ Bảy vào lúc 7 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2019 tại hội trường Enchanted Nights, thành phố Orlando. Cộng đồng người Việt nơi đây đã kết hợp cùng với 5 cộng đồng người Việt của 5 thành phố trong tiểu bang Florida để tổ chức buổi dạ tiệc gây quỹ cho cuộc diễn hành văn hóa quốc tế kỳ thứ 34 tại New York sắp tới. Kính chào tất cả quý vị khán giả của đài SBTN. Tôi là dược sĩ Nguyễn Đức Minh Ngọc, chủ tịch của cộng đồng Việt Nam trung tâm Florida. Ngày hôm nay là ngày 18 tây tháng 5 năm 2019. Cộng đồng tiểu bang Florida kết hợp với 5 cộng đồng là cộng đồng trung tâm Việt Nam trung tâm Florida, Nam Florida, Jacksonville, Tampa Bay and Pensacola tụ họp về đây để mà tổ chức một buổi gây quỹ cho cái buổi diễn hành văn hóa quốc tế sẽ tổ chức ở New York vào ngày 8 tây tháng 6 năm 2019 tới đây. Trên 3 triệu người ở hải ngoại thì cái gia tài của chúng ta còn lại đó là cái ngọn cờ vàng ba sọc rõ biểu tượng cho một nền tự do độc lập cho quê hương Việt Nam. Cùng hòa với cái công việc làm chung của cộng đồng Việt, người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ có trên 48 cộng đồng thành viên. Và thưa quý vị, trong những cái 48 cộng đồng thành viên đó, chưa có một cái nơi nào mà lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản có thể bay được cả. Chúng ta bước vào một cái cuộc chiến đấu để chúng ta giữ cái phòng tuyến của chúng ta đã xây dựng được. Cái phòng tuyến đó bắt đầu từ năm 2000. Chúng ta đã bước vào cái chương trình của cơ quan di dân Liên Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Và từ đó đến nay, chúng ta đã giữ gì? Gần 20 năm tham gia các cuộc diễn hành văn hóa quốc tế do Cơ quan Di dân Liên Hiệp Quốc tổ chức. Mục đích là để bảo tồn và phát huy cũng như phô diễn di sản văn hóa của người Việt trước cộng đồng thế giới. Ban tổ chức đã, đang và vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, vừa gây quỹ, vừa vận động nhân sự cho công cuộc chung, làm rạng danh người Việt tị nạn hải ngoại. Cuộc diễn hành văn hóa quốc tế có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là để biểu dương cái truyền thống văn hóa, biểu dương cái tà áo dài của Việt Nam và tất cả những gì tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cho tất cả thế giới và bạn bè bạn Nam Châu cùng biết. Thứ hai nữa là tình hình Việt Nam, như quý vị đã biết rồi, Việt Nam đang có nguy cơ mất vào tay của Tàu Cộng. Quý vị cũng biết rằng cái việc gây quỹ đó cũng rất là khó khăn. Thì ban tổ chức là đã mấy chục năm nay, trong đó có chú Tắc và chị Thu cũng đã đi khắp nơi trên Liên bang Hoa Kỳ để mà gây quỹ. Chúng tôi tin rằng thì cái chuyện này nó sẽ thành công, bởi vì là chúng ta không thể nào mà để mất cái vị trí này được. Chúng ta nhất định là phải có mặt trong cái cuộc diễn hành văn hóa quốc tế mỗi năm tại New York. Vì nếu không, quý vị biết rồi là lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ bị thay thế bởi cái cờ đỏ sao vàng. Mà cái điều đó thì chúng tôi chắc chắn rằng không ai muốn xảy ra. Ước mong của những ngành văn hóa quốc tế như là toàn thể người Việt hải ngoại của chúng ta là chúng ta làm sao là cái những ngành văn hóa quốc tế sẽ tiếp tục dài ngọn cờ vàng sẽ bay mãi trong những năm tới của cái ngày những ngành văn hóa quốc tế cho đến khi quê hương chúng ta thực sự lá cờ vàng được bay khắp trên mặt đất của Việt Nam. Tôi là Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch cộng đồng người quốc gia Liên bang Hoa Kỳ và là trưởng ban tổ chức ngày diễn hành văn hóa quốc tế. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, đây là cái vấn đề
mà chúng ta cần phải hỗ trợ cái việc làm chính nghĩa này. Cái điều quan trọng mà tôi muốn nói lên đây là lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ chính nghĩa quốc gia mà tồn tại ở không phải ở Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới 44 năm qua, ở tại ngay cái thành phố New York là cái thành phố chiến lược của thế giới. Nếu chúng ta bỏ ngỏ, Cộng sản Việt Nam sẽ treo cờ đỏ. Bởi vì đó là cái điều mà tất cả mọi người dân nước Việt phải có trách nhiệm và bổn phận góp phần vào cái việc giữ gìn và bảo tồn vấn đề, ngoài vấn đề văn hóa và lá cờ chính nghĩa của chúng ta. Bởi vậy chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức tha thiết kêu gọi toàn thể quý vị khắp mọi nơi hãy hỗ trợ cho cái công việc làm thứ nhất là quý vị tham dự hoặc là đóng góp tài chính để yểm trợ cho ban tổ chức có đủ điều kiện để thực hiện cái ngày diễn hành văn hóa. Đây là vinh dự chung của người Việt tại ngoài. Trân trọng kính mong người Việt tự do khắp nơi hãy chung tay góp sức, hỗ trợ để giữ vững chỗ đứng cho lá cờ vàng ba sọc đỏ quốc hồn quốc túy, lá cờ của chính nghĩa quốc gia, và cũng để nhắc nhở cho con em bảo vệ lịch sử, văn hóa cũng như nghĩ đến quốc gia, dân tộc. Chúng tôi quyết tâm không bỏ cuộc đến hơi thở cuối cùng, giao lại cho thế hệ trẻ tiếp nối hai vấn đề quan trọng là thực hiện vấn đề xã hội và văn hóa để đem lại phúc lợi cho người Việt ở khắp mọi nơi tại hải ngoại. Thứ hai là phải hỗ trợ công cuộc đấu tranh nhằm giải thể chế độ cộng sản, đem lại thanh bình, thịnh vượng và nhân quyền cho hơn 95 triệu đồng bào ở trong nước. Quý khán xin kính chào tất cả quý vị có mặt buổi tối ngày hôm nay. Rất vui cho khán được đến đây trong một buổi tối gây quỹ thật là ý nghĩa. Kính thưa quý vị, khi chúng ta đi sang những nước tự do chúng ta sinh sống, chúng ta làm việc, cái mà duy nhất chúng ta có thể mang theo được đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cho nên rất mong buổi tối ngày hôm nay quý vị sẽ cùng góp một bàn tay để ủng hộ cho chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta có cơ hội để biểu dương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Lá cờ vàng ba sọc đỏ có thể nói là cái di sản tinh thần cao quý nhất của người Việt tại hải ngoại mà chúng ta cần phải gìn giữ. Hạ Vy được hân hạnh được hát trong chương trình rất là ý nghĩa này. Lời đầu Hạ Vy xin kính chúc cho tất cả quý vị thật sức khỏe và chúc cho chương trình gây quỹ diễn hành văn hóa quốc tế thành công rực rỡ. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Thu thủy tương trình từ Orlando, Florida. Tôi không thể ngồi yên để đời giao cháu con tôi làm người. Vội buồn ở đâu khi thế giới này đã không. Kính thưa quý vị, bản tin Hòa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.